Phương Súp xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương này lên sóng và giới thiệu với các bác những cái mẫu súp điện Bát 40 siêu đẳng cấp. Có những con phải nói rằng là nó có 102 hiện nay, có thể mang đi thi đấu được. Thì trước mắt các bác ngày hôm nay anh Phương sẽ giới thiệu 4 cái mã súp khác nhau đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Đầu tiên đó là một con súp của hãng KTV Sao. Một con súp phải nói rằng là đánh tiếng mà chúng ta cảm thấy rằng là nó như bom thả luôn các bác. Vì sao thì các bác hãy nhìn cái cấu hình của con này thì nó quá chất, quá đẳng cấp luôn. Với thiết kế thùng của nó có thể ưu thế vừa nằm đứng vừa nằm nghiêng. Hiện tại thì anh Vương đang bắn chân để cho em nó nằm đứng. Nếu như không gian thì các bác quá chật, hoặc là ví dụ như các bác muốn đặt một cái quả loa lên trên này, chúng ta sẽ đặt nó thẳng đứng như thế này. KTV Sao. Con này cấu hình của nó cực kỳ VIP. Với cấu hình của nó là một bát từ 220 côn 100. Các bác thấy rằng là súp điện bát 40 để mà tìm được những con súp có cái từ 220 thì cực kỳ ít các bác. Hầu như súp điện của nó đều là từ 19 côn 76. Nhưng mà đặc biệt là con này, chúng ta thấy rằng là nó này là dòng từ 22 côn 100, dành cho những bác nào thích chơi áp lực. Đây là cửa mặt, còn đây là kết hợp với nó là cửa hông. Thùng vỏ gỗ. Cái này nếu như các bác mà muốn theo tư thế nằm ngang, chúng ta có thể bắn cái chân cao su sang đây. Bên này, mặt này. Mặt này các bác. Đấy. Này chúng ta có thể đặt theo tư thế nằm ngang. Nếu để nói đánh về cái dòng đẩy, dòng súp điện thì em cũng đã làm qua rất nhiều, bởi vì các bác đã đặt tên cho em là Phương Súp rồi. Ngày nào các bác cũng có bác mua được súp của anh Phương và tìm đến anh Phương là mua được súp xịn và súp chất. Đấy. Nếu để so sánh giữa dòng súp bãi xịn so với súp mới thì đương nhiên là súp bãi nó chấp 3 lần súp mới bây giờ. Tiếng nó chắc, gọn và khỏe. Cái âm sắc của nó chuẩn chỉ, chứ nó không kiểu u rèn như kiểu những cái dòng súp thông thường. Đây các bác nhìn cái vỉ mạch của nó này. Con này là chạy toàn bộ là sò săn ken, rất là VIP. Vỉ mạch của dòng bãi xịn nó khôn như này các bác này. Còn đây là hệ thống công suất của nó này. Công suất và thanh tản nhiệt nó đẩy mặt luôn. Đấy. Còn đây là phía đằng sau. Con này có đầy đủ tất cả các tính năng ưu việt nhất của một con súp điện. Đó là có nút đảo pha. Còn nút này là nút to nhỏ của tiếng súp. Còn nút này là nút cắt cốt. Con này cắt rất sâu các bạn. Đây là nút cắt cốt. Con này có thể bao phê bao hay cho tất cả các bác chơi. Không phê không hay cho thêm tiền luôn. Riêng đặc điểm của con KTV Sao này, với mức đầu tư của con này hiện tại là 7.500.000 đồng, nó có thể đánh cả không gian ngoài trời được các bác nhé. 7.500.000 đồng. Còn những bác nào mà thích chơi cái dòng súp mặt, tiếng bát gọn gàng, thương hiệu mạnh và nó có khả năng phóng xa, thì xin mời các bác hãy cùng tìm hiểu về con súp thứ hai, đó là con súp Martin. Đây là con súp Martin với kết cấu của nó là một bát 40 từ 19 côn 76. Và con này thì có một đặc điểm ưu việt hơn tất cả, đó là gì? Đó là gân sóng của nó là nó thiết kế 4 gân sóng luôn các bác. Các bác nhìn này. Cho nên là tiếng bát của Martin nó là ấn tượng ở cái điểm đó là tiếng bát mềm mại êm ái. Nó không quá sốc, không quá mạnh. Nhưng bù lại nó cho chúng ta cái giải bát mềm mại êm ái, phù hợp cho những bác nào mà phòng nhỏ. Đồng thời chúng ta hay nghe bolero thì chúng ta chơi con súp Martin này cho em. Con này thiết kế thùng gỗ. Em đo luôn kích thước để các bác cân đối cái không gian nhà mình này. Bởi vì là mỗi một con súp này nó có một kích thước nhất định. Các bác hãy cân đối cái không gian. Em cứ đo con này nằm theo phương thẳng đứng nha. Nếu đặt theo phương thẳng đứng thì chiều rộng của nó đây. Chiều rộng của nó là đạt một tay khó làm quá các bạn. Chiều rộng của con này nó là 50 phân.
chiều sâu của con này nó cũng rơi vào tầm 53 phân, 53 phân. Chiều cao con này là 72 phân. Đấy là con súc KTV sao. Còn con súc Martin thì chiều rộng của con này là 51 phân, chiều sâu của con này cũng là 51, và chiều cao của nó là 51 phân. Như vậy con này là hình lập phương luôn đấy, hình lập phương. Đấy, con này là thuộc dòng súc mặt. Vậy thì so sánh giữa dòng súc mặt với dòng súc hầm thì con nào đánh theo đặc điểm như nào, thì xin báo cáo các bác là con súc mặt thì đánh tiếng nó gọn tiếng và nó mềm mại, khả năng phóng xa. Còn con súc hầm đánh âm tiếng và đánh có khả năng bao quát không gian rộng. Bởi vì cái tiếng súc hầm bao giờ nó cũng lan tỏa rộng hơn so với súc mặt. Súc này chúng ta gọi là súc định hướng, còn súc này là súc vô hướng. Đó. Sang bên này chúng ta có quả súc thứ 3, đó là dòng súc đến từ thương hiệu BMB. Con này có một cái đặc điểm nó rất là hay các bạn. Đây này, em chưa cho vệ sinh gì hết, hàng về vẫn nguyên bản như này. Con này có một cái thiết kế giống như con Sohe bên dưới này, hai con này. Các bác nhìn cái đặc điểm của nó là chúng ta nhìn cái lưới của nó rất là xinh. Đấy, nó có rất là đặc biệt, nó không giống ai cả. Mà con này thì nếu nói về súc điện thì lại thích hợp với rất nhiều phòng khách trong gia đình, bởi vì nó rất là gọn. Bát 40 từ 19 côn 76. Về cái chiều ngang của con này là 50 phân. Chiều ngang 50, chiều sâu cũng 50, chiều cao chắc cũng 50 rồi đó. Ô, con này, bọn này thiết kế toàn hình lập phương rồi. Đấy, 50. Và nỗ thở của nó là 4 nỗ thở, 1, 2, 3, 4. Vỉ mạch công suất đây các bác nhìn này, những cái hàng xịn này. Nếu mà hàng mới là sao nó có cái vỉ mạch khủng bố như này đâu các bác. BMB GS15A, công suất đạt của nó là 300W. Đấy, con này giá của nó là 7 triệu đồng các bác. Những hàng súc xịn này. Con Martin này giá cũng của nó cũng là 7 triệu. Đây cửa sau này, MP300 Martin cánh én Pro, công nghệ của Anh Quốc. Đấy, đây là nút to nhỏ này, đây là nút cắt cốt này. Và nút này là đánh ở cái trạng thái bình thường, còn này là đánh ở cái không gian như kiểu là không gian trong chum ấy, trong giếng ấy, trong bãi ấy. Còn đây là đường tín hiệu đầu vào này. Đấy, đầu vào bằng giác canon, hoa sen đều có. Đấy, hàng tất cả bao zin chuẩn. Con này giá cũng 7 triệu. Hai con này bằng nhau. Và bên này là con Sohe. Con Sohe SBA 300. Con này cũng có giá 7 triệu đồng. Các bác nhìn những cái con hàng bãi xịn, bao giờ các bác nhìn cái vỉ mạch nó rất là lớn, chứ nó không nhỏ như kiểu mấy cái con hàng Trung Quốc lắp ráp bây giờ. Sohe cũng từ 19 côn 76. Nó đánh theo kiểu vừa súc hầm vừa súc mặt. Đây là súc mặt này, cửa hầm nó đây này. Và con Sohe này các bác nhìn này, tất cả các góc cạnh nó đều bo giống như kiểu dòng loa Mỹ luôn các bác. Đây là chính là dòng công nghệ của Mỹ đây, Sohe này. Giá 7 triệu đồng cho quả này. Như vậy là ngày hôm nay các bác đã được trải nghiệm 4 mẫu súp khác nhau dòng súp Bát 40. Các bác mới thấy là rất hiếm đúng không? Bây giờ nếu nói về súp điện Bát 40 hàng bãi xịn thì bây giờ trên thị trường không nhiều. Nhưng với anh Phương, Phương Súp thì chúng ta vẫn có súp điện để cho các bác cân đối lựa chọn. Bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Số máy của em là 097 1998 555. Mời các bác hoan hỉ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.